Đến rạng sáng 24 tháng 4, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới khống chế dập tắt được đám cháy xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất bàn ghế trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến công ty rộng hơn 1.000 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy xảy ra vào chiều 23 tháng 4, sau khi nhận tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Do công ty sản xuất sản phẩm từ gỗ nên ngọn lửa lan nhanh sang diện rộng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy buộc phải phun nước lên các công ty bên cạnh nhằm tránh không cho cháy lan. Đến 21 giờ đêm, ngọn lửa vẫn đang cháy lớn. Toàn bộ tài sản trong nhà xưởng chứa sản phẩm rộng hơn 1.000 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Nguyễn Văn Dực đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng chữa cháy. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.